Hẹn nhau đi câu cá nữa các bạn. Nay thì mình câu cá lóc, mấy ảnh thì câu cá rô với cá phi, cá nàng hai. Rồi này tới hai bầy luôn, phải một bầy đang bầy nè. Con cá bạn ơi, khủng có khủng. Trời ơi. Đen. Ồ, cá rô mề, cá rô động các bạn. Nè. Đầu dài nha, chứ không phải đầu vuông nha. Phân biệt. Khúc 90 cộng 5. Hả? Con đầu tiên. Phút 90 cộng 2. Lên hàng. Các bạn. Lúc đó đang kiếm biết nãy giờ. Cái này đâu dám ngừng, tại nó ăn sát mấy bờ luôn, ở sát kéo gần với vô trong mà. Thả xuống lại ha. Thả lại mày kia vô câu lại nữa. Tháng lại mai kia vô nó câu nó đem lên như vậy à. Cỡ đó về hấp bầu luôn. Chua luôn á. Cỡ đó là vừa luôn á. Hết sảy rồi. Móc vô đây. Cái gì? Ừ, tưởng đâu còn 2 kg không à. Kéo nặng lắm. Kéo nặng tay lắm. Sắp vô rồi tới mới ăn á. Có kèm không à, anh Thưởng? Tới rồi, giờ em là anh Thưởng ơi. Nút lửa luôn hả? Ừ, chính là hết sảy rồi. Rồi, chào cả nhà luôn nha. Thì trưa hôm nay thì mình cũng tiếp tục đi câu tiếp các bạn ơi. Hôm qua mình có đi câu buổi trưa hôm qua dính có mấy con à. Với khúc chót dính được con cá lóc rồi anh em về. À, hấp bầu nhậu. Thì hôm nay mấy anh em hẹn nhau đi xuống cái bãi của anh ba câu tiếp. Câu chống mớm bạn ơi. Mấy bữa nay đi thất thu quá. Hôm nay thì mình xuống đây mình tới câu tới 4 loại mồi. Câu tôm, câu cua, cá phi, cá chốt. Rồi thử coi cái mồi nào nó lên hàng các bạn. Rồi, để chừng nào dính mình quay các bạn em nha. Giờ mình cũng ra cần mình câu cá lóc luôn. Rồi, con thứ 7. Giật liên tục bạn ơi. Giật mỏi tay luôn á. Dính hả? Rồi, khỏi phản, khỏi chạy. Con gì? Cá chốt hả? Rồi, phi với chốt lên rồi bạn ơi. Rồi, nay hai mồi phải không? Phi với chốt lên rồi, còn cái lóc với tôm càng với cua chưa? Cua từ từ, chán quá à. Chốt bự không? Có bóng che nè. Rồi, có bóng. Bóng che. Có gì? Nặng không? Ủa tấm càng bự. Từ từ, giật. Chết mẹ cái giật để đẳng rồi sao? Từ, lên luôn. Rồi, trời ơi. Đưa vô. Ủa tấm càng bạn ơi. Trời ơi.
Thấy từ uống mới sao mới dùng mất tiêu rồi. Dùng lại quá trời. Con này bự các bạn. À, lấy mì, lấy mì. Rồi, tôm càng. À chưa, càng xanh. Ui. Trời ơi, tôm càng lên hàng. Rồi, mở ra. Nghe em ơi. Không làm gì mà em đẹp. Đang câu cá. Đang mất mồi, đang mất mồi. Có vô để đợi đi, đang câu nè. Đang... Thôi khỏi đi. Mấy giờ về? Chờ chút đi vậy. Xuống Vinh bà, Vinh bà chút xíu vậy. Hả? Xuống Vinh vào liền chút xíu vậy. Thôi nha. Đây, 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 em bông kia kìa. Để em bé cho. Để nha lô đi, dính cơm càng nè. Thơm. Con gì, con gì? Cái chốt hả? Dạ bạn ơi, hai đầu mình chạy mệt đó bạn ơi. Đầu bên kia dính, đầu bên đây dính. Mình đi, mình chắc khỏi câu luôn quá. Rồi bây giờ là phi lên rồi nha bạn. Tôm càng cũng lên rồi. Chốt cũng lên luôn rồi. Giờ chỉ đợi cua với cái lóc à. À bác sĩ, bác sĩ, bác sĩ. Đâu chốt đâu, con bự à con. Nghe chốt các bạn. Nhức, nhức luôn á. Ôi chích. Chích cái là nhức dữ lắm á. Ừ. Không bẻ hả, bẻ ngạnh không? Không bẻ quá. Khỏi bẻ đi. Chốt xong các bạn. Tay cái. Rồi, ba môn đã lên. Giờ đợi cua với cá ốc nữa là đủ bộ. Lên nữa hả? Rồi phi là lên 11 con các bạn. Lên hàng phi. Thế là phi lên nhiều. Ủa. Trời ơi, chưa kịp bó con này nữa bạn ơi. Chưa kịp bó con. Cái con trên tay nữa. Con ở dưới ăn nữa rồi. Lên chốt hả? Trời ơi, chốt con này bự hơn con nãy à. Rồi, chốt rồi. Bự hơn nãy. Được gấp đôi con nãy luôn. Cỡ này nấu ăn chua đó me thiền luôn á. Lên hàng, lên hàng. Cái gì, cái gì? Cái chốt. Chốt tiếp bạn ơi. Câu đây từ tới chiều kiếm bạn 100 con là được rồi. Rồi lên chốt bạn ơi. Đây mình lên được con cá chốt bự à. Đó, đã chưa. Vậy là dính thì mình quay cho bạn xem nha bạn. Chứ để trực tiếp mà chịu không nổi, nóng quá, máy nóng quá. Có lạng không? Phi phi. Tôm càng hả? Ừ con này bự à. Mấy con hồi nãy. Ờ. Lắc nó cho. Đó. Đó. Ủa. Lý có lý. Có lý à. Rồi bên kia dính tôm càng nữa. Giang sẽ già lắm. Đi, 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 đi. Dớt, đi lên, đi lên. Đừng hơn. Hả? Đâu, đâu, trời ơi, dưới dưới vậy. Trời ơi, con tôm kìa. Trời ơi, con tôm. Trời ơi, con tôm mà hả?
Trời ơi. Bạn ơi con tôm kìa bạn ơi. Đéo có nổi luôn. Trời ơi con tôm kìa. Trời ơi. Trời ơi nó dính đây rồi. Chó chết thiệt chứ. Trời ơi con tôm kìa ông nội ơi. Tí ơi. Đi mẹ nè. Ôi da. Trời ơi. Ông nội con tôm. Nhảy sao anh Hưởng? Hưởng. Này. Cứu coi Hưởng. Cứu bầu coi. Trời ơi con tôm này ăn con tôm chúa luôn á. Nội ơi. Má. Xiết bu pin lại luôn. Trời ơi con tôm nè bạn ơi. Con này gọi là Hugo, tôm Hugo luôn. Lên nó trừng lên mà lên thấy cặp càng tôi thấy sao tao tranh bệnh luôn á. Trời ơi. Đu đỉ mẹ. Chết luôn. Những cái này hết sảy luôn. Rồi. Trời ơi con tôm kìa bạn ơi. Hết biết cái càng nó 5 tấc luôn. Cái càng dài 5 tấc luôn. Nè. Con tôm nè. Trời ơi con này tôm này tôm chúa, tôm càng nè. Tôm sông mà bự cỡ này nè. Trời ơi, cái này nó sống cũng lâu năm lắm nè, có đâu mình mẩy nó tàn là rong không à. Trời ơi, con tôm. Nè tôm bạn ơi. Trời ơi tôm. Con tôm nha bạn ơi nè, con nè. Kinh khủng chưa? Con này còn nửa ký á. Ông cần thủ gì, ông sâu yếu vậy ông hả? Anh Sang thở Hugo trời ơi con này 8 lạng á bên đây nè hết mớm hết mớm ở đây tắt một gãy các bạn ơi rồi cá lóc nó lên rồi giờ đợi con cua lên nó đủ bộ bạn ơi cua hồi sáng giờ không thấy hiện tượng gì hết thư giãn nè sáng giờ mấy anh em chưa có ăn gì hết ăn vừa nước cho đỡ đói mà anh em ăn nha à, mà anh em nha mời bạn nha vừa nước ngon ghê không hết nói luôn hết nói không qua đã cái cục có ở cái gì có rồi dùng dây có dùng tôm á đang ăn gì nước không yên đúng không? Đóng luôn. Đóng luôn. Đó. Dùng lại đóng rồi. Rồi. Dính rồi. Dính chắc rồi. Công cỡ tôm đó mà. Tôm. Tôm ơi, tôm ơi. Tôm chắc. Tôm nó chặn tôm chứ nó không có lạng. Tôm chắc luôn. À, ăn đừng vợ chứ hết. Tôm không? Tôm chắc. Trời ơi, cái càng của nó kìa. Trời ơi. Cái vợt, cái vợt. Trời ơi cái càng kìa. Trời ơi cái càng.
má 90 con nãy luôn á. Trời ơi, tôm khủng. Trời ơi, con tôm kìa. Trời ơi, ơi. Không cỡ con, còn cỡ con nãy à. Cầm lên, cầm lên. Cỡ dòng luôn. Trời ơi. Má, xuống chưa? Xuống, 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 xuống. Trời ơi, cỡ con nãy à. Trời ơi, bạn ơi, coi nè, con tôm nè. Đi trang nãy luôn, bự hơn nãy nữa. Bự hơn, bự hơn. Tròn hơn. Hết thuộc luôn. Trời ơi, quá đã chưa? Đây tôm càng khủng không? Giữ nha, giữ nha, giữ nha anh em. Lên nữa, lên nữa. Tôm mà là cá. Sao rồi, vậy chạy, nó chạy ai biết được, đủ mấy tôm nó chạy luôn. Rồi tới giờ tôm ăn các bạn ơi. Nước. Không, nó bên đây là làm tôm. Ôi, con này cũng được, con cũng bự bộ. Cắn à. Cho cắn thoải mái luôn. Này đủ con tôm. Cái. Tới, tới tới giờ tôm ăn rồi. Nói à? Ừ. Một một cùi mà nó hai anh hai quả. À, mình đang chặt dừa nước ăn mà tôm lên quá nha các bạn. Ăn đang lỡ dở. Quá ngon luôn á, ngon không? Ngon ngon ngon. Rồi, thì quay cận cảnh coi. Trời ơi. Nhìn cái của nó mới tê. Rồi bạn ăn nha. Còn thứ gì lắm. Cái bản gì mà mời gì mời bạn nha, vì tôi chờ gì bạn diện đó. Tôi đây không chờ bạn nữa, giờ tôi ăn liền. Có lại luôn. Chín các bạn ơi. Quăng thử thì dính. Quăng chơi dính thiệt. Trời ơi con cá phi khủng. Trời em. Trời ơi có phi khủng. Lấy giọt ra giờ xúc ra anh hưởng hưởng. Trời ơi tụi nó cá lóc. Ngay mép luôn. Ngay mép. Trời ơi cá phi kìa. Không có phi mà ăn trời. Không có hẩm giờ dính hoài luôn. Trời ơi cá phi này cũng bự đó bộ. Bự. Rồi tét mép luôn rồi, sắp sắp thảy rồi. Ôi ơi. Nó xì tim luôn kìa. Nó lo xì tim luôn. Lên tim, lên tim. Rồi. Cái lóc. Nó biết lắm à. Hết thảy rồi, lóc ăn ngậm. Lên tim nó đã không? Thấy lên, em thấy lên tim rồi. Cái lóc ăn ngầm. Kem kem kem. Cái lóc bạn ơi. Cái lóc nó ăn ngầm nè. Thấy em thấy lên tim mà thấy nghi nghi lắm mà. Ảnh không đâu á. Đó, rồi 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 cô ơi, cô ơi. Cô ơi, cô ơi. Lấy cái giọt luôn. Có, có. Có. Đó, rồi, rồi, ảnh vô mày, ảnh vô mày á. Đó. Con người tự giỡn tự ấy luôn á, tự giỡn tự. Thôi, mày làm đi. Đủ bộ đi, cho đủ bộ coi gái vô. Nói không ai á. Điếm một má nó ngồi điếm má đi cuối thiệt chứ mới ăn hả à. Mấy con cua này nói vậy chúng ăn nữa hả à. Nó lại ăn nữa hả à. Nhóm nhóm gần lên đi
ơi, ôi sát bên bờ luôn. Ờ vô tới mé mới tấp giật mình luôn á. Ơi không, bữa nay em câu được ba con là phá kỷ lục rồi đó, ba con khỉa hả. Chết bên mờ luôn. Để chiều rồi vậy ông nội nó xảy không nổi nữa. Ở này ông nó xảy không nổi nữa. Trời ba lưỡi khỉa được luôn. Trời ơi. Cái đầm tôm à, nói tôi ở trên ấy xuống cái đầm cua có không kia cũng thiên nhiên nè. Trời ơi con cái nhỏ vậy mà cái thao cái ốt mất tiêu bao luôn. Tối tôi chi tôi ổng tối rồi. Không quay đâu. Không phải không cua có cua. Cua nó trời ơi con gì vậy? Không phải con rắn, con lịch. Trời ơi. Ủa là con lịch. Ôi lại luôn. Nó ăn nó chuồn những sình đó. Nó chuồn nó ngắt. Trời ơi. Này dư rồi. Dư luôn rồi, dư luôn. Trời ơi con lịch kìa. Đi bắt đủ mà đem đi giữ. Hồi sáng biết khỏi mua cái này đi. Đi cái câu cua. Vậy nó nhỏ nó gọn bà mẹ cái bự chào bá. Quăng lịch ngày chóc luôn. Ngày luôn đó mới ăn. Trời ơi. Tiếu thì chứ. Đủ món luôn hết chưa? Ở đây có lịch nữa. Rồi sao bỏ đủ má bỏ đâu? Bỏ rút rồi rút kìa rút. Rồi nó rút kìa. Hớt luôn. Cua ơi. Trời ơi có đâu nè, trời. Trời ơi. Lên đủ bộ sưu tập bạn ơi. Còn. Lên. Dạ. Nha các bạn. Cua nó biết nè, đó. Trời ơi, trời ơi biết kìa, đó. Dắt ngổ suốt cây. Đó. Đó. Thôi giờ cũng chiều cả nhà ơi. Này anh em thu cần về. Này chúng lớn rồi. Đây thành quả của chưa anh em mình câu các bạn. Nãy ở đó thì mình không có review được. Này. Đó luôn. Có tôm khủng nè, Đổ nửa đầu. Đâu có nổi nó ngang nữa. Không. Tôi bị cả càng á. Chết luôn rồi. Có hai con khủng rồi. Con này là dạng thường nè. Đó, con đó thường đó. Con này nè. Đây. Tới mấy con đó được. Nè, con đen nè, con đen nữa nè. Con em không có đen. Con này nè. Lên hai cùng làm đảo vậy, lên ba hả? Ừ. 4 5 con gì 5 con, 5 tôm gì. Còn con này thì câu mọi cá sắt nó cũng ăn. Cái phi ngự á. Rồi đây. Dễ gì. Đó. Thành quả của mấy anh em đây. Trời ơi. Hai con tôm chúa. Bắt đi mới về ăn. Ồ, tao mần chết tao. Để cho em mỗi hai con tôm này coi. Hai con nó có dành cho cái gái kìa. Kẹp. Chín gai à. Coi, cá nhỏ gần đâu nó quá, nó sợ từ mày. Trường nó bự ra mà nó nhỏ, chẳng luôn. À, nó lấy gì đây, nó ăn tôm càng với cá lóc thôi, không lấy gì vậy. Không, mấy con. Kìa, kéo lên nè. Chân dưới nè.
mình thôi. Đây bạn tôm càng là 2, 4, 5 con tôm càng. Đây bạn cá lóc. Đây thành quả các anh em đây. Đó, tôm càng khủng, 2 con khủng. Để cái bắp tay vô cho tao biết cái tôm nó bự. Với cá phi. Cá phi thì khỏi nói, đây cá chốt. Đó. Thôi hẹn cả nhà vào những clip tiếp theo luôn nha. Nay cũng tối rồi. Nên anh em về. Cùng ro mặt bằng cá nữa. Rồi chào cả nhà luôn nha.